trân trọng kính chào quý khán giả của đài truyền hình SCT sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 của Đỗ Dũng thưa quý vị trong tuần vừa qua giáo dục của nước Mỹ có bị gọi là trao đảo rất là lớn liên quan đến Covid 19 liên quan đến tiền bạc liên quan đến ngoại giao liên quan đến bầu cử liên quan đủ thứ chuyện hết đó là có hai sự kiện xảy ra sự kiện thứ nhất là tổng thống Donald Trump chính quyền tổng thống Donald Trump ra lệnh tất cả sinh viên nước ngoài nếu học online 100% phải biến khỏi nước Mỹ nếu không bị trục xuất đó là cái thứ nhất cái thứ nhì là ngày hôm sau ngài tông tông tuyên bố chúng tôi sẽ bắt buộc gây sức ép để các chính quyền tiểu bang và địa phương phải mở cửa trường học vào mùa thu này bởi vì quý vị là âm mưu của đảng dân chủ đóng cửa các trường học bởi vì quý vị sợ thua cuộc bầu cử Just announced that uh, we just heard uh, Mike was telling me that Governor Santis just announced that the schools will be open in the fall, and we hope that most schools are going to be open. Uh, we don't want people to make political statements or do it for political reasons. They think it's going to be good for them politically, so they keep the schools closed. No way. So we're very much going to put pressure on. Uh, governors and everybody else to open the schools, to get them open. and uh, it's very important. it's very important for our country. it's very important for the well-being of the student and the parents. so we're going to be putting a lot of pressure on open your schools in the fall. Vâng, chú ý, nghe Tổng thống À, thì sau khi mà tổng thống Donald Trump cho biết là các sinh viên nước ngoài nếu học 100% phải ra đi, nó nó gây ra những cái ảnh hưởng gì, rồi cái chuyện mà bắt buộc các trường học phải mở cửa nó sẽ gây ra chuyện gì, nó có hai cái phần đây tôi sẽ trình bày cùng vị. Thứ nhất là về các cái vấn đề mà sinh viên nước ngoài phải rời khỏi nước Mỹ nếu học online 100%. Thì thưa quý vị, chúng ta biết là ở Mỹ này sinh viên nước ngoài ước lượng có khoảng 1 triệu người. Trong đó nhiều nhất là Trung Quốc 370.000 người. Thứ nhì là Ấn Độ khoảng hơn 200.000 người. Thứ ba là ông Nam Hàn khoảng hơn 50.000 người. Thứ tư là ông Đức, thứ năm là ông Canada mỗi ông khoảng xấp xỉ trên 25.000 người và thứ sáu là ông Việt Nam 24.000 người. À. Thì quý vị thấy một triệu đó mà trên 370 ngàn Tức là nó khoảng hơn 1 phần 3 Có đúng không? Mà cái doanh thu của các trường đại học đó Ở Mỹ một năm đó, là 45 tỷ tiền học sinh du sinh nha Thu từ du sinh là 45 tỷ Thì trong đó ông Trung Quốc không là 15 tỷ Quý vị nhớ trong mấy cái chương trình trước tôi nói là khoảng 15 tỷ mà cái 15 tỷ này là nó nằm cái phần lớn nhất trong cái phần mà Mỹ xuất cảng sang Trung Quốc. Mỹ xuất cảng sang Trung Quốc là có 150 tỷ một năm thôi. Nếu mà 15 tỷ là tương đương 10 phần đâu còn gì nữa đó thế bây giờ đóng như vậy yêu cầu là các sinh viên nào mà học 100 là phải đi về mà phải đi về bởi vì nếu bị trục xuất một cái là không có cửa trở lại quý vị biết tại sao không tôi nói ví dụ như thế này Đồng khoa học 4 năm mỗi có hai năm thôi mà bây giờ bị máng cái trục xuất mà phải về đó mà mốt xin trở lại học 2 năm coi như rất khó gần như là không được bị bị cấm là mấy năm nó mới được trở lại thế giờ thế bây giờ sao đây thì trong đó là nó có một cái giải pháp Nếu sinh viên nào muốn ở lại không bị trục xuất Thì anh phải đi vào cái trường nào học mà có mở ra cái lớp học mà ngồi tại chỗ Tức là phải, nó gọi là in person, tức là người mình phải vô đó ngồi Anh có thể học là 20% Tôi nói ví dụ một tuần là 10 tiếng đi, có thể là 2 tiếng học trong lớp, 8 tiếng học ở nhà qua qua online, đã ok. Nhưng mà không thể nào 10 tiếng ở nhà được. À, 10 tiếng ở nhà lại biến về cho tôi. Thấy chưa? À, thì cái này đó, các học sinh họ phải điều chỉnh, sinh viên họ phải điều chỉnh là họ phải ghi danh ở những cái lớp nào hoặc trường nào mà có mở nhiều lớp học tại chỗ tức học sinh viên đến. Cái thứ hai nó gây áp lực cho các trường học nếu bây giờ muốn giữ những sinh viên này thì thay vì học online quý vị phải mở cửa, mở lớp học ra để cho người ta đến ta học thì những sinh viên này mới không bị đuổi ra khỏi nước Mỹ, đúng không? Và quý vị không mất tiền đó, bởi vì đuổi ra thì nó đâu có học nữa đâu. Đó. À mà thực sự ra học online nó có cái dở là nhiều người họ không học họ không đóng tiền họ không muốn học bởi vì học online họ bảo là không có chất lượng bằng học trong lớp đó thì chúng ta thấy là sinh viên phải chọn một là anh đi về hẳn hai là anh kiếm một cái trường nào thậm chí phải chuyển trường luôn mà có dạy lớp ở tại chỗ thì anh không bị trục xuất nếu anh muốn tiếp tục ở lại mỹ còn trường học đó là phải tìm cách thay đổi chính sách thì cái này nó đúng vào cái cách mà của ông trump luôn bởi vì qua ngày hôm sau là ông tuyên bố là tôi sẽ gây sức ép cho các trường đại học, các trường trung học, các trường đại học phải mở cửa. Thì quý vị thấy không độc đáo với cái chính sách của ông Trâm không? Ông làm như vậy đó, các trường học sợ mất tiền thì anh phải mở cửa, anh không đóng cửa. Thế chưa? anh đóng cửa thì anh mới có tiền, và khi à, anh mở cửa mất và khi anh mở cửa là đúng chính sách của tôi luôn là tôi bắt anh phải mở cửa bởi vì khi các anh mở cửa sinh viên phải từ nhà đến lớp học mà từ nhà đến lớp học đó nghĩa là anh phải lái xe anh đi anh phải mua xăng đó. anh phải sửa xe anh phải ghé mua đi cà phê đó. đụng thứ hết đó, là làm cho nền kinh tế đi lên đó. còn nếu anh ở nhà thì không đi đâu cả xăng anh là để cả mấy tuần lễ nó, 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 nó lặng như tờ thế, thế nó không lung rinh nữa đó. đại khái là vậy không? anh không mua xăng thì nền kinh tế nó không lên anh không mua cà phê anh không đi ra ngoài à, đó khi một trường đại học nó mở cửa nó như một thành phố quý vị bao nhiêu cái doanh nghiệp xung quanh ăn theo à, thì nó đúng cái ý của ông trump đúng không phải ép anh để mở cửa à, để mà cho nền kinh tế đi lên bởi vì anh càng đóng đó là kinh tế nó không lên mà kinh tế không lên thì tôi khó thắng cử tôi khó thắng nhưng mà không thắng khó thắng bởi vì một trong những cái điểm thành công của ông trump là kinh tế ông nói là giúp tiền 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 mà thôi Ê, ai mà thích tiền tôi làm sao công an việc làm nhiều cho quý vị nè đúng chưa quý vị có tiền rủng rỉnh nè thất nghiệp giảm nè là quý vị khoái rồi còn những cái khác là đi vô khác chơi đúng không rất rõ ràng thành ra cái đó là cái độc đáo của ông trump đẩy cái đó là bên đại học nhưng mà cũng nhiều đại học họ không chịu thì qua cái ngày mà sau khi ra thông báo đó độ một hai ngày hai cái anh mà đại học mà gọi gọi là top ten của Mỹ là Harvard, MIT đâm đơn kiện liền, đâm đơn kiện bảo là anh không được quyền bắt sinh viên nước ngoài đi ra khỏi nước Mỹ, bởi vì chúng tôi có cái quyền cung cấp giáo dục cho họ và họ có quyền học. Tại sao các cái anh này mà kiện là tôi kể với anh nghe, rồi bây giờ mình nói xong cái đại học bây giờ qua tới cái trung học và tiểu học, thì cơ cấu thì giáo dục của nước Mỹ á, canh lên ban á là anh chỉ rót tiền xuống cho các trường học qua các cái chương trình tài trợ ví dụ như xây cất ví dụ như có chương trình đặc biệt và financial aid financial aid là gì sinh viên bên mỹ đó mà nghèo đi học đó được chính phủ cho tiền một ít tiền không đủ tôi đứng ra tôi bảo kê cho anh vay ngân hàng lãi suất đó tôi trả trong bốn năm 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 thì anh đi học ra trường xong là anh phải trả khoản nợ đó chính phủ bắt đầu sẽ không trả tiền lời nữa nó gọi là cái chương trình financial aid giờ mà bây giờ đó các trường học mà không mở cửa đó ông trump hâm luôn các đại học nha mấy anh mà không mở coi thì tôi cắt đó đó mình nói đại học vừa qua tới trung học và tiểu học thì trung học tiểu học đó, nó không có financial net nhưng mà nó có những khoản tiền hỗ trợ xuống đúng không nhưng mà nó khổ một cái ấy. ở mỹ này vấn đề giáo dục nó quản trị trường học nó lại do các học khu các học khu nó có hội đồng quản trị học khu đó thấy không? Nó do người dân bầu lên, nó giống như một công ty, cử tri nó giống như là cổ đông, cổ đông bầu ra hội đồng quản trị thì cử tri bầu ra hội đồng giáo dục và hội đồng giáo dục nó quản trị nguyên bậc học khu, các trường học này kia, mở cửa không là do cái hội đồng quả, uh, giáo dục của địa phương nó quyết định, chứ không phải liên bang quyết định. Rồi trên cái hội đồng giáo dục của khu đó nó có gì? Sở giáo dục quận hà, rồi bộ giáo dục của tiểu bang hai ba cái anh nó phối hợp với nhau nói chung nó thuộc về lĩnh vực địa địa phương và tiểu bang nhiều hơn chứ nó không thuộc về liên bang tại sao ông trump lại bắt mở cửa là sao nó có cái chuyện lạ vậy xin quý vị đừng chờ màn hình fct chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin thương mại cảm ơn quý vị những màn hình của là truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về hai quyết định của tổng thống Donald Trump một tuần trước. Đó là các sinh viên nước ngoài nếu mà học online 100% phải biến khỏi nước Mỹ. Cái thứ hai là ông sẽ gây áp lực cho các trường trung học tiểu học tất tất tất, ở nước Mỹ phải mở cửa. Phải mở cửa vì ông cho rằng cái đó là đảng dân chủ đứng sau lưng để khuyến khích đóng cửa để cho ông khó khăn được bầu cử. Bởi vì trường học khi mở cửa ra thì nó mới làm đẩy cái nền kinh tế lên quý vị thử tưởng tượng đi nếu trường học mở cửa Cứ đi mua ba lô cho con này mua sách cho con này mua khẩu trang cho con này trên đường về mẹ ơi con đói quá cho ăn cái mọc đó nồ này đại khái làm cho tất cả mọi thứ đó nó gọi là nở rộ trở lại bây giờ tự nhiên các trường học đóng cửa then th th cài như thế đi ngang như là nhà má làm ăn đi được đó hồi nãy tôi đang giải thích cái hệ thống giáo dục của từng tiểu bang và học khu đến thế thì cho thấy là về mặt chính quyền nó rất khó gặp tổng đô trong áp lực những chính quyền, chính quyền địa phương bởi vì nó nằm trong tiểu bang mà hôm rồi tôi đọc đó, báo là một số học khu ví dụ california bảo ơi ông muốn cắt chìm cắt chúng tôi không mở chúng tôi không mở vì chúng tôi lo ngại covid 19 và những cái chi phí bây giờ mở ra đó thưa vị phải bắt các em đeo khẩu trang như thế nào phải làm những cái miếng kiến cách như nào ôi trời nó tốn kém ghê lắm mà tiểu bang các tiểu bang nó chưa có sẵn sàng chưa có đủ tiền để thực hiện những cái này cho nên họ thích đóng cửa hơn thà đóng cửa đó. Thế thì thưa quý vị, thường thường ví dụ như trường học học khu muốn mở cửa, tôi nói ví dụ mà học khu chẳng hạn học khu Rô ở đây đi bảo ok, chúng tôi mở cửa thế nhưng mà cái ông thống đốc Gavin Newsom bảo là ê, tình hình tiểu bang California chưa có an toàn nha tôi đề nghị tất cả mọi người trong nhà thì thưa quý vị học khu không mở cửa được ông Tông Tông có bảo mở không mở, đó là do anh thống đốc cơ cấu chính quyền Mỹ là phức tạp cho đó thế thì bây giờ tại sao ông Trump vẫn muốn làm cái chuyện này thì như tôi giải thích rồi ông bảo là các mẹ cũng muốn con đi học các cha cũng muốn con đi học các em nhớ trường học nhớ bạn bè thì người ta mới thắc mắc thế bây giờ ông bắt mở bao nhiêu phụ huynh dám cho con đi học trong lúc này covid 19 thưa quý vị số người nhiễm là hơn 3 triệu rồi số người chết hơn 130 trăm ngàn rồi trong những ngày qua các tiểu bang lên run, 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 run. đặc biệt là mấy anh california arizona ờ um, uh, 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 cái gì texas florida tù thứ mà anh florida người ta đặc sợ sẽ trở thành là trung tâm đại dịch của thế giới trong những ngày tới có ngày là cả 10 ngàn người nhiễm bệnh luôn anh california hôm thứ tư vừa rồi là kỷ lục trong một ngày chết bốn trăm một trăm bốn mươi người một trăm bốn mươi người anh florida là một trăm hai mươi người trong một ngày quý vị đó thế thì bây giờ đó nó có cái khó thế này những người ủng hộ tổng thống Trump sẽ nghĩ gì nếu mình có con? Mình có dám cho con đi học không? Trong khi đại dịch vẫn còn, bây giờ tổng thống muốn mở cửa để cho nền kinh tế để... đó là một câu hỏi không đơn giản, à, câu câu hỏi rất là khó khó trả lời. Bây giờ trở lại các trường đại học chút xíu, thì ngày hôm thứ năm vừa rồi, ngài Trump hăm luôn các anh nha, lạng quạng là tôi cắt financial aid hay là cắt cái tài trợ mấy anh mấy trường đại học, thêm một cái nữa ngày họ đâm dọa luôn mấy trường đại học đó là những cái trường mà là những ổ cấp tiến những ổ mà chính trị cấp tiến nằm ở trong đây bởi vì trường đại học là luôn luôn tìm cái tòi cái mới mà đúng vậy. nó không phải là cái nơi để kéo những thứ khác lại mà là cái nơi để rạo, tạo ra ý tưởng mới thì toàn anh cấp tiến không và hồng trâm nói luôn mấy anh này á là tiền bạc lộn xộn lắm tôi sẽ ra lại cho bộ tài chính điều tra tài chính các anh mấy trường đại học của mỹ khắp nơi luôn ông, ông trời tối đa mà hâm nó là gây sức ép tối đa để mang phải mở để trường học phải mở nhưng mà nó có một cái điều rất là khổ thứ nhất về phía sinh viên và học sinh nếu bây giờ trường học mở cửa họ đi học họ có dám đi hay không trường sẽ chuẩn bị như thế nào có đủ giữ khoảng cách xã hội 2 mét giữa hai người hay không có đủ những tấm chắn che mặt che gì tùm lum tà tù la khẩu trang khẩu chiếc thì để mà bảo vệ chúng tôi không bị bệnh hay không và nếu cái điều này xảy ra nếu điều này xảy ra nếu các học sinh các sinh viên mà nhiễm bệnh họ có kiện lại trường học hay không đó là một câu hỏi lớn thành ra đứng về phía là viện trưởng viện đại học hay là tổng quản trị của một học khu họ sẽ phải quyết định xem như thế nào là mở cửa Chứ không phải ông tôi ép mà được đâu Không phải ông ép mà được đâu Chúng tôi chúng tôi lo sợ Hai chuyện chúng tôi lo cho sức khỏe của học sinh Chuyện thứ hai chúng tôi sợ bị kiện Mà thưa quý bị các học khu đó là bao nhiêu học khu mà trung học đó, Là từ 18 tuổi trở xuống Cho đến là gì Cỡ 5-6 tuổi là cái lớp mà vườn trẻ đó. Những em nhỏ đi học làm sao Bảo nó đeo khẩu trang nó lột ra Bảo nó đeo cái mask nó lột ra Nó chịu được có đít mà học báo giáo sao được đó nó không đơn giản các trường đại học thì bị học kiện họ kiện chưa biết chuyện đi về đâu họ kiện để mà đặc biệt anh Harvard MIT là đứng coi như là kiện là nếu mà phán quyết ra là nó sẽ áp dụng tất cả các trường đại học luôn cái đó là điều lắm dễ hiểu còn các học khu họ phải cân nhắc vấn đề sức khỏe cân nhắc vấn đề kiện tụng có thể là trong tháng 7 này Hiện tại bây giờ đang có một cái dự luật ở tại thượng viện Đó là dự luật gọi là trợ giúp kinh tế đợt 2 Mà 3.000 tỷ đô la đã được hạ viện thông qua gửi có bên thượng viện, bây giờ thượng viện đang cân nhắc Thì trong đó nó có một điều khoản Mà hai bên chưa đồng ý với nhau Là họ cấm nhân viên Và có thể học sinh và sinh viên luôn, Kiện lại công ty hoặc là trường học Nơi mình làm vì Covid-19 Bởi vì nếu bây giờ không có điều khoản đó các công ty không ai dám mướn người mướn người vô mấy thằng mấy mấy tay mà asymmetric tức là có nhiễm covid 19 nhưng mà không có triệu chứng vẫn đi bình thường vô lây qua các anh yếu một cái à là chết giấc anh yếu sẽ kiện lại công ty rồi trở lại trường học các trường học sinh viên sẽ kiện trường học phụ huynh các các học khu sẽ kiện các học khu không đơn giản không đơn giản thế nào nhưng tại sao ông Trump vẫn làm chuyện này? À, cái đó là cái điều quan trọng. Chưa bao giờ có một tổng thống nào mà lạ kỳ như thế. Ra lại những anh nào học online 100% biến không tôi, tôi chụp trục xuất. Ra lại ép luôn, ép luôn mấy anh hả? Làm bộ đóng cửa để người ta không làm ăn gì được, để không đi bầu đi biết mày kia là để tôi thua. Phải không? Mấy anh sợ thua, cho nên mấy anh bày ra những cái trò này. Ông Trump nói thẳng vậy luôn. Ông ép vì gây sức ép bằng cách là dùng là tiền tài dùng đủ thứ đủ các cái gọi là chiêu hết không chiêu nào mà ông bỏ hết á không cần biết nói thôi dơ giấy hay là bẩn thỉu hay là uh, chơi hèn mặt cối không cần biết bởi vì mục đích của ông trump là gì phải tái thắng cử vì ông trump ông đã nói một lần tôi là người từ trời đưa xuống và một lần nữa ông cũng nói rằng là gì chỉ có tôi cá nhân tôi có thể làm nước mỹ đi lên mà bây giờ tôi không thắng cử là nước Mỹ chết. Hôm trước trả lời Đại Fox nếu hỏi là nếu ngài thất cử thất cử ra bảo, cái đó sẽ là điều không may cho nước Mỹ. Ông có nói mà nếu mà tôi thất cử là điều không may nước Mỹ. Nào bây giờ một số người sẽ câu hỏi ông Dũng này nói chuyện tào lao. Ông chính trị gia nào bà chính trị gia nào mà không muốn tái đắc cử, đúng không? Cái điều đó đúng, nhưng mà tái đắc cử như thế nào? Cái cách để thực hiện như thế nào? Để tái đắc cử. Đúng chưa? chưa có ai làm giống trầm đó ra lệnh là tống xuất rồi các thứ bắt ép các nhau không cần biết bệnh covid covid 19 chín thì tôi không cần biết tôi phải tái đắc cử đó cái đó là cái mà điều mà các vị tiền nhiệm của ông trầm chưa ai dám làm chỉ có ông trầm mới dám làm tôi cho quý vị cái, 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 cái ví dụ đơn giản tôi đi học cái khóa này tôi phải đậu không đậu là không được thằng kia học giỏi quá nó làm bài được tôi học hơi yếu mà bây giờ tôi phải đậu thì sao copy copy rồi tôi cũng đậu thôi đó là cái cách mà tôi phải đậu cho bằng được nói chuyện copy thì một tuần vừa rồi cái cuốn <laughs> sách của cô Berry Trump cháu gái ông ra trong đó có nói ông Trump và... cô nói rồi ra không biết đúng sai rồi in sách có của cháu gái nó gọi mình nhập bà ông Trump một chút luôn nào và ngày xưa cái SAT là ông nhờ người khác thi dùng thành giáo mới vô được cái trường Water Business School of Business của đại học UPenn một trong những trường nổi tiếng nước Mỹ đó có cháu có kể đó thì thưa quý vị cái đó là chúng ta thấy rằng là gì Bây giờ qua câu chuyện này Quý vị sẽ phải quyết định Sức khỏe con cái quý vị Hay là quý vị muốn giúp Tổng thống Trump tái thắng cử Đó Và tôi đang thắc mắc Các fan cứng của ông Trump sao đây ủng hộ mọi chính sách của ông Trump Nhưng mà nếu có con mình đi Thôi, thôi vô mà bị nó dính Covid-19 thì chết kẹt Tiền thoại lưỡng ngàn không đơn giản Nhưng mà trước khi trước, chương trình để nói với nghe ông trâm cái hay của ông đi ông biết điều nó không làm được ông vẫn làm ông làm ở rồi ông gửi cái thông điệp cho cử tri ông biết là dân chủ đang phá hoại ông cử tri cộng hòa cử tri mà phen cứng của trâm sẽ phải là bầu trong trâm cái đó là cái hay có nghĩa là gì ông trâm ngay cả trong trường hợp thua ông vẫn là thắng nên nhớ tổng thống Trump không bao giờ thua nha không bao giờ có chữ thua trong đầu tổng thống Donald Trump ngay cả thua vẫn là thắng của ông đó là con người đặc biệt và đó là cái gì đáng chú ý trong tuần qua gửi đến cho quý vị Cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo dõi chương trình, chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau.